Alexander Zverev đã không để bất ngờ nào xảy ra trong màn chạm trán với Marozsán. Tay vợt hạng 5 thế giới vào lúc này đã chơi xuất sắc dưới baseline để hóa giải lối chơi ôm sân của đối thủ. Tạo ra thế trận quá lấn lướt, Zverev còn khiến tinh thần thi đấu của Marozsán bị lung lay. Bằng chứng là tay vợt Hungary mắc lỗi ra bóng kép khi để thua set đầu tiên. Sang đến set 2, thế trận trở nên cân bằng hơn khi Zverev phải đối diện với những cú bỏ nhỏ đầy khó chịu. Tuy vậy, ở thời điểm quan trọng của trận đấu, đẳng cấp của tay vợt số 5 thế giới đã lên tiếng. Zverev có liên tiếp các tình huống trả giao ghi điểm trực tiếp và một trong số đó đã giúp anh khép lại hành trình của Marozsán tại Miami với tỷ số 6-3 và 7-5. Đối thủ tại bán kết của Sacha sẽ là Grigor Dimitrov, người cũng đã xuất sắc đánh bại Carlos Alcaraz. Trong khi đó, ở nội dung đơn nữ, khi mà những tay vợt hạt giống số 1 và 2 bị loại, cuộc đối đầu giữa Azarenka và Rybakina được xem là trận chung kết sớm của giải. Và đúng như dự đoán, cả hai tay vợt đã tạo ra màn rượt đuổi kịch tính khi Rybakina và Azarenka đều có cho mình một set thắng và đưa trận đấu bước vào set quyết định. Tại đây, hai tay vợt đã kéo nhau tới loạt tie break và sức trẻ của Rybakina đã chiến thắng kinh nghiệm của đối thủ bằng tình huống ghi điểm mạnh mẽ. Chung cuộc, Rybakina giành chiến thắng với tỷ số 6-4, 0-6 và 7-6 để có mặt trong trận chung kết đối đầu với tay vợt chủ nhà Danielle Collins. Sau khi thông báo dừng hợp tác với huấn luyện viên Ivan Ivsevic sau 6 năm, ngày hôm qua, Djokovic cũng đã chính thức có buổi họp báo chia sẻ về người thầy cũ của mình. Goran là người bạn và cũng là gia đình của tôi, một người mà tôi vô cùng yêu quý. Chúng tôi chỉ chấm dứt hợp tác nghề nghiệp, ngược lại cuộc chia tay lại cho thấy nhiều điều tích cực. Sau 6 năm gắn bó, chúng tôi đã viết nên những trang sử của môn thể thao này. Không chỉ nói về huấn luyện viên cũ, Nole cũng tiết lộ kế hoạch tiếp theo trong phần còn lại của mùa giải. Tôi vẫn chưa biết rõ ai sẽ là người thay thế ở giai đoạn tiếp theo này. Bây giờ tôi đang cố gắng cảm nhận xem điều gì sẽ làm tôi thoải mái và điều gì là cần thiết nhất. Tất nhiên, các bạn sẽ được biết ngay khi ai sẽ là người tiếp theo mà tôi muốn hợp tác. Ở giai đoạn này, Djokovic đang tích cực tập luyện trên sân đất nện tại quê nhà Belgrade. Bạn tập gần nhất của Djokovic là tay vợt đồng hương Dusan Lajovic.